Ok, hello xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Khoa Đi Cây đây, thì rất vui gặp lại anh em trong video lần này. Nhiều anh em đã hỏi mình là làm thế nào để có thể thủ tốt hơn khi mới chuyển từ bàn phím sang tay cầm. Vì thực tế rằng anh em thủ không tốt và toàn để thua và tụt rank, khiến cho anh em rất là bực bội và khó chịu. Ok, thì trước kia mình từng làm cái video làm quay về tay cầm những cách phòng ngự hiệu quả. Thì có nhiều anh em comment ở cái phần đó là nó chưa cụ thể và nó khá là khái quát. Thì ok, ở video này thì mình sẽ tổng hợp những tình huống cụ thể hơn và những cách phòng ngự mà mình đã sử dụng. Thì qua đó anh em có thể xem và thử áp dụng vào những trận đấu của mình. Rồi thì nó sẽ như thế nào thì cùng bắt đầu video nhé. Rồi ở phần đầu tiên thì nó sẽ là phần di chuyển không bóng. Về cơ bản anh em cũng phải nắm rõ cái cơ chế hoạt động phòng ngự ở trong game FIFA 24 nó như thế nào cái đã. Và vốn dĩ cái bàn phím hay tay cầm thì nó cũng không khác nhau là mấy trong cách phòng ngự. Có chăng cái cơ chế ở đây nó là cái thao tác cũng như là cái cần xoay bấm phím 8 hướng thì nó khác nhau mà thôi. Khi mà anh em tập tay cầm thì mình thấy cái thao tác của anh em nó còn ngượng thì anh em cố gắng làm quen nhá. Ở đây với di chuyển không bóng thì nó có nhiều trường hợp khác nhau, nhưng mình sẽ chỉ ra cụ thể một tình huống, đó chính là anh em gặp đối phương đang dốc bóng ở phần trung lộ. Lúc này thì anh em nên làm gì? Đó là anh em bấm nút LB hoặc L1 trỏ vào thằng CDM của anh em. Thông thường thì nó sẽ đội hình của anh em nó sẽ có một hoặc hai CDM, nếu không có thì anh em có thể dùng CM cũng được. Đấy là một tình huống ở trung lộ nha. Rồi thì việc trỏ vào CDM như vậy thì nó sẽ tránh trường hợp anh em bấm vào thằng CB để nó dâng quá cao và để lộ khoảng trống ở phía sau, trừ trường hợp quá hạn hữu kiểu như anh em bắt buộc phải dùng CB chẳng hạn. Đó, như vậy thì khoảng trống ở phía sau nó sẽ để lộ ra để đối phương tiếp cận khung thành và gây nguy hiểm cho thủ môn. Đó là cái chia sẻ đầu tiên. Và ngoài ra để nâng cao cái khả năng bấm cũng như là di chuyển hợp lý thì em có thể tham khảo những cái streamer rank siêu sao chẳng hạn. Người ta di chuyển rất là hay và bấm rất là nhanh, bắt bài rất là chuẩn. Phần tiếp theo đó chính là phần về tắc bóng. Thì trước tiên anh em để ý trong phần tắc bóng ấy, ở mục cài đặt nó sẽ có 3 mục. Thì ở đây mình khuyên anh em nên bật cho mình phần tắc bóng mạnh nha. Và trong trận đấu thì tắc bóng nó rất là quan trọng trong việc phòng thủ. Thực tế anh em tắc bóng thành công sẽ giúp anh em triển khai lối chơi cũng như là có cho mình thế kiểm soát bóng. Và để sử dụng tắc bóng thì em ấn cho mình nút B hoặc tròn trên tay cầm nha. Và giữ B hoặc giữ tròn thì nó sẽ kích hoạt khả năng tắc bóng mạnh của cầu thủ, nó sẽ lao vào tắc bóng rát hơn. Lưu ý này, việc tắc bóng quá nhiều, spam tắc bóng khi chưa tiếp cận đối phương sẽ khiến anh em rất dễ bị vặn sườn, bị đối thủ tận dụng khoảng trống và nó rơi bóng qua cầu thủ của anh em. Nên em hãy dùng đúng lúc nhé. Ở phần tiếp theo đó chính là áp sát. Thì cái tính năng này thì mình thấy nhiều anh em rank thấp ít khi sử dụng. Và thực tế cá nhân mình cũng không hay sử dụng nó mấy, nhưng mà mình sẽ thường sử dụng nó khi mà đối phương tiếp cận vòng cấm của mình, dốc biên vào chẳng hạn. Thì thường những dốc biên ấy, chúng ta tắc bóng chúng ta cần phải đoán hướng các thứ. Thì mình nếu mà tắc sai một tí là sẽ bị pen. Thì ở áp sát này thì tùy từng trường hợp thì mình ấn nó thì tùy vào ai cầu thủ nó sẽ lao vào và nó che chắn bóng cũng như là nó cướp bóng mà chưa cần đến cái việc của mình ấn nút tắc bóng. Và để ấn được cái tính năng này thì anh em ấn nút X hoặc A trên tay cầm nha. Rồi thì cái mục phòng thủ tiếp theo mình chia sẻ là một cái tính năng mà mình sử dụng rất là nhiều, đó là tính năng bị động áp lực lớn. Thì mình nghĩ nhiều anh em ở đây, nếu mà anh em rank nó cao cao một chút ấy, thì em cũng hay sử dụng cái tính năng này. Và khi mà anh em mất bóng, muốn đội hình của mình lao vào tiếp cận, tranh chấp bóng, giành lại quả bóng, thì lúc này anh em nên bật cái áp lực lớn lên nha. Và bật thế nào ở trên tay cầm, có nhiều anh em mò mẫm khá là nhiều thì thực tế bấm nó rất là dễ. Thì anh em ấn nút D-pad ở trên tay cầm, D-pad lên và tùy chọn ấn xuống để kích hoạt áp lực lớn khi mà anh em mất bóng. Rồi thì tiếp đến ở đây, ở phần thứ 5 sẽ là bẫy bẩy vị. Và sau áp lực lớn thì một tính năng bị động khác để bẫy đối phương đó chính là bẫy bẩy vị. Cũng như bóng đá ngoài đời, anh em sử dụng bẫy bẩy vị thì hàng thủ anh em sẽ dâng lên.
để tận dụng sai lầm chuyền xuống của cầu thủ chạy chỗ của đội bạn. Tuy nhiên, việc sử dụng nó thì giống như con dao hai lưỡi vậy, vì khi kích hoạt thì ngay lập tức hàng bảo vệ của anh em dâng cao. Nếu anh em đoán sai hướng di chuyển và đường chuyền bóng của đối phương thì rất dễ bị thủng lưới. Nên em dùng tính năng này cũng như hãy cẩn thận nha. Và ấn thế nào? Anh em ấn cho mình nút D-pad lên và tùy chọn ấn lên nha. Rồi, ở phần tiếp theo đó chính là phần gọi hỗ trợ. Trong trận đấu thì nhiều lúc anh em gặp phải đối phương nó dốc biên hoặc là di chuyển trung lộ, dây bóng rất là mượt, anh em khó theo kèm. Thì ở đây có một tính năng đó chính là nút R1 và hoặc nút RP. Thì anh em đè nút này cho mình nha. Nó sẽ kêu gọi đồng đội đến để tranh chấp bóng. Những cái lúc gặp trường hợp như vậy thì anh em có thể bấm cái nút RB hoặc R1 đó để kêu gọi đồng đội hỗ trợ. Thì tuy nhiên, việc kéo hỗ trợ đến thì đôi khi nó sẽ hở vị trí khác và anh em sẽ bị lủng một số đoạn. Nên anh em dùng tính năng này cũng nên cẩn thận nha và cũng nên hạn chế sử dụng. Rồi, ở mục tiếp theo thì mình chia sẻ ở đây đó chính là kèm người thấp. Thì cái tính năng này mình thêm vào để cho anh em sẽ hiểu hơn trong việc kèm người. Và nó thực tế sẽ hạn chế được việc anh em để đối phương qua người, tránh được việc anh đối phương dùng skill qua mặt một cách dễ dàng. Và anh em ấn cho mình nút LT hoặc L1 nha, khi mà anh em không có bóng. Lúc đấy khi mà em trỏ vào cầu thủ ấy thì nó sẽ để hai tay ra sau, thông thường là như thế. Nó sẽ kèm người thấp và nó giúp anh em có thể đoán được hướng di chuyển của đối phương dễ dàng hơn. Rồi, thì ở mục tiếp theo nó sẽ phần che bóng và tỉ đè. Thì với anh em bàn phím thì khái niệm đè C nó rất là quen thuộc đúng không? Có nhiều anh em mới qua tay cầm á, hỏi mình là không tìm được nút đè C ở đâu. Nhưng đúng ra ấy, nó là nút LT hoặc L1. Và đè C hay che bóng thì nó cũng tương tự như thế. Anh em ấn cho mình LT hoặc L1. Khi mà phòng thủ ấy thì cầu thủ nó sẽ che và chắn bóng lúc mà đối phương để hở nó một khoảng cách với quả bóng. Đại loại là lúc nó sẽ di chuyển hoặc là đối phương để bóng dài chẳng hạn, thì anh em phải tận dụng một khoảng cách đó để có thể che bóng, để lấy lại quả bóng. Hoặc với những con CB kiểu như Văn Đại chẳng hạn, anh em muốn tông hút thì cái nút LT hoặc L1 nó cũng là nút để anh em tỉ đè, tranh chấp và lấy lại bóng nha. Nếu đối thủ của anh em dùng nhiều skill con người bám vào khó chịu thì lúc này anh em nên sử dụng xoa bóng nha. Dĩ nhiên xoa bóng cũng nên dùng lúc và với mình hoặc nhiều anh em khác cũng vậy, hạn chế sử dụng trong vòng cấm. Vì thực tế rằng nó rất dễ được bị ăn thẻ, nhất là xoa bóng đằng sau khi mà đối phương bứt tốc. Tuy nhiên trong trường hợp bước khả kháng thì mình nghĩ rằng anh em có thể dùng xoa bóng để chấp nhận ăn thẻ khi mà đối phương tiếp cận sát không thành rồi. Và ấn thế nào? Rất là đơn giản thôi, anh ấn cho mình nút X hoặc nút vuông trên tay cầm. Bổ sung thêm này, xoạc bóng đôi khi nó sẽ giúp cho anh em ngăn cản những cú sút xa của đối phương đấy nhé. Thì mục cuối cùng mình chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay đó chính là phần di chuyển thủ môn để cản bóng. Khi mà hàng thủ anh em đã bị qua mặt một cách dễ dàng và việc anh em phải sử dụng thủ môn để đối mặt với cầu thủ đội bạn, thì lúc này kỹ năng di chuyển thủ môn cũng như điều khiển thủ môn là lúc anh em phải sử dụng nha. Có hai cách để điều khiển thủ môn. Thứ nhất là kéo thủ môn lên để áp sát đối phương. Thứ hai là điều khiển thủ môn để chặn những cú sút gần. Với cách 1 thì anh em ấn Y hoặc là tam giác để đối mặt cầu thủ đối bạn. Và cách thứ hai cũng như là cái video trước khi mình từng đăng, đó chính là anh em ấn cần phải xuống, đó là nút R3 để di chuyển đoán hướng đối phương để nó bắt bóng. Ấn R3 và xoay nhẹ cần nha, tùy theo hướng sút của đội bạn. Cái này thì anh em có thể tham khảo cụ thể ở video làm VP tay cầm điều khiển thủ môn. Rồi, tổng kết ở 10 cái mẹo vừa rồi mình chia sẻ cho anh em thì hy vọng là anh em có thể tổng hợp lại và có thể áp dụng vào trong trận đấu của anh em. Khi mà anh em mới chuyển từ bàn phím sang cầm thì có thể thành thạo những kỹ năng phòng ngự và tránh những cái việc anh em thủ toang. Và anh em có thể áp dụng những kỹ năng như áp sát cộng tỉ đè, áp sát là che bóng. Còn nhiều cái tính năng nữa mà anh em có thể thực hiện ở trong trận đấu. Ở đây thì mình chưa nói đến phòng ngự bóng bổng hay là gì cả. Nhưng mà tóm lại bằng đấy nút thì nó tính năng của nó thì khi anh em ấn vào anh em sẽ biết thôi. Và hy vọng rằng với cái những chia sẻ về cách phòng ngự của mình trên tay cầm thì nó sẽ giúp anh em cải thiện được mức rank. Và nếu thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một sub để mình có thêm động lực làm tiếp video tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.